ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Phó Pháp Chủ đạo hiệu Thích Trí Quảng. Kính thưa tăng đoàn chùa Phổ Quang và các quý Phật tử đồng tu, từ năm 2007 khi khóa tu ngày An Lạc đầu tiên được khai giảng tại giảng đường này đó, thì số lượng Phật tử tham dự khoảng 1.500 người. Kéo theo đó gần 10 năm thì số lượng vẫn giữ được khoảng 800. Thì trong ngần ấy thời gian đó, nhiều bậc tôn túc là đại pháp sư của Phật giáo Việt Nam cũng như các vị pháp sư trẻ lần lượt giảng giải về các pháp môn, trong đó có pháp môn Tịnh độ. Do vậy ngày hôm nay đó, thầy sẽ không nói về đề tài này nữa, vì đó là đề tài mà quý vị đó đã nắm rất vững rồi, trải qua nhiều năm tu học liên tục tại chùa Phổ Quang. Đề tài đó sẽ thích hợp vào tháng 11 âm lịch, gắn kết với ngày kỷ niệm Đức Phật A Di Đà theo truyền thống của Phật giáo Đại thừa tại Trung Hoa. Chủ đề mà thầy thay đổi trong buổi sáng hôm nay là lợi ích của trí tuệ cảm xúc. Quý Phật tử hãy cho biết bằng cách giơ tay, ai đã từng nghe qua khái niệm chỉ số cảm xúc hay trí tuệ cảm xúc hoặc chỉ số trí tuệ cảm xúc? Giơ tay lên. Chưa ai nghe hết à? Nghĩa là quý vị ít đọc báo, chỉ lo chuyên tu thôi. Trong tiếng Anh á, trí tuệ cảm xúc gọi là emotional intelligence, hoặc còn gọi là chỉ số cảm xúc, tức là emotional quotient, hoặc gọi đủ hơn chỉ số trí tuệ cảm xúc, emotional intelligence quotient. Đây là khái niệm được các nhà tâm lý học hiện đại trong khoảng gần 3 thập niên qua sử dụng để mô tả về sự thông minh trong việc quản trị cảm xúc. Trong bài kinh Bốn Nền Tảng Chánh Niệm, tức là Tứ Niệm Xứ, hoặc là Bốn Nền Tảng Chánh Niệm Dài, tức là Đại Niệm Xứ, thuộc kinh Trung Bộ và kinh Trường Bộ, Đức Phật hướng dẫn bốn kỹ năng quản trị thân thể, quản trị cảm xúc, quản trị tâm và quản trị các ý niệm. Phần quản trị cảm xúc là quan trọng nhất, vì cảm xúc là sự rung cảm, sự xung động của tâm. Khi chúng ta với tư cách là chủ thể nhận thức tiếp xúc với con người, sự việc, tình huống và các hiện tượng cụ thể,
từ đó tạo ra hai loại phản ứng: thích thì dẫn đến tham ái, không thích thì dẫn đến sân hận, khó chịu, bực dọc, tức tối, căng thẳng, mệt mỏi, giai đoạn tuyệt. Trí tuệ cảm xúc là cách thức ngoài việc quản trị cảm xúc ra, chúng ta cần phải phát huy mặt mạnh của trí tuệ để theo đó sử dụng các cảm xúc tích cực được Đức Phật dạy trong các kinh để tăng cao chất lượng hạnh phúc của cuộc sống. Dầu khái niệm trí tuệ cảm xúc hay chỉ số cảm xúc được các nhà tâm lý học phương Tây nêu ra, nội dung của những điều này đã được Đức Phật giảng dạy cách đây 26 thế kỷ rồi, bằng một khái niệm khác, đó là làm chủ cảm xúc. Cảm xúc như là cơn bão lũ, nếu không quản trị nó đúng cách, người chìm trong cảm xúc có thể bị nỗi khổ niềm đau nhấn chìm sâu ở trong sự bất hạnh. Các cảm xúc thì có ba khuynh hướng: cảm xúc khổ đau, cảm xúc hạnh phúc và cảm xúc thản nhiên. Cảm xúc khổ đau thì gồm có các cảm giác đau đớn, nhức nhói, tê diễn ra trên thân qua tiến trình già, bệnh, chết, tai nạn. Ngoài ra còn có những cảm giác bất hạnh như là căng thẳng, lo lắng, khó chịu, mệt mỏi, chán trường, cô đơn, tuyệt vọng, giận tức, hận thù, căm phẫn, oan ức, cũng như sự không đồng tình, không hợp tác, không tùy hỷ, không tán dương, thậm chí ngay cả các cái cảm giác như là cốc cần đề đều thuộc về nhóm cảm xúc tiêu cực. Sống với các cảm xúc tiêu cực này đó thì con người không thể nào trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Do đó khi phát huy trí tuệ cảm xúc, tức là một mặt làm chủ được các cảm xúc tiêu cực, không để cho chúng phát triển. Các cảm xúc tiêu cực nào chưa có cơ hội phát triển, không để cho chúng có cơ hội xuất hiện. Đồng thời phát triển các cảm xúc tích cực như là niềm hân hoan, phấn chấn, hưng phấn, thoải mái, sảng khoái, an vui, hạnh phúc, nụ cười, hoan hỷ, tùy hỷ, lạc quan, năng động, tích cực, yêu đời, vô ngã, vị tha và tâm từ bi cao rộng. Toàn bộ sự tu học của người Phật tử là làm thế nào kết thúc toàn bộ hoạt dụng của dòng cảm xúc tiêu cực, phát huy tối đa các cảm xúc tích cực là trong mọi tình huống, nhất là khi nghịch cảnh xảy ra với mình. Giữ trạng thái tâm thản nhiên, điềm tĩnh, sâu sắc, bản lĩnh, giáp mặt với cuộc đời, phân tích đâu là nguyên nhân tạo ra các thách đố, trở ngại, chướng duyên, thử thách và khổ đau, ngăn chặn các nguyên nhân đó để không tái diễn. Đồng thời áp dụng con đường chân chính gồm có 8 yếu tố được Đức Phật giảng dạy trong các kinh, với 3 trụ cột: trí tuệ, đạo đức và thiền định, khép lại vĩnh viễn toàn bộ các nỗi khổ niềm đau mà gốc rễ của nó là từ những cảm xúc bất thiện. Ngày hôm qua,
tại Đà Lạt, thầy đã chia sẻ về đề tài trí tuệ cảm xúc và hạnh phúc vào buổi sáng. Chiều hôm qua 7 tháng 7 2018 tại Đắk Nông, thầy tiếp tục chia sẻ chủ đề 2, trí tuệ cảm xúc và sự thành công. Cả hai đề tài này nói về giá trị hạnh phúc về phương diện quản trị cảm xúc, thành công trong các nỗ lực lập nghiệp cũng như là các nỗ lực trong đạo nghiệp. Mà người làm chủ được sự cảm xúc theo tinh thần Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ và Đại Niệm Xứ chắc chắn sẽ là người thành đạt hơn những người khác, dầu năng lực của người đó không cao bằng những người có năng lực cao. Nói như thế để chúng ta thấy rất rõ, trí tuệ cảm xúc quan trọng hơn là chỉ số thông minh IQ, tức là intelligent quotient. Còn chỉ số cảm xúc đó là emotional quotient, tức là các cái phản ứng cảm xúc giữa chúng ta với người khác chúng ta nắm được, từ đó hiểu được tâm lý của tha nhân, cái mà Đức Phật gọi là tha tâm thông. Ứng dụng trí tuệ cảm xúc trong tương quan xã hội, trong quản lý nhân sự, trong tuyển dụng nhân sự, trong tương tác với cộng đồng sẽ giúp cho chúng ta hiểu được tâm lý, hành vi, lối sống, cách giao tế của những người tiếp xúc với chúng ta. Từ đó đó có những chính sách, phản ứng cũng như là sự chăm sóc thích hợp, để từ đó đó chúng ta tạo ra sự hài hòa và thoải mái trong các quan hệ xã hội. Lệ lạc đó là rất lớn. Thì trong buổi giảng hôm nay, với nội dung lợi ích của trí tuệ cảm xúc, thầy sẽ phân tích một cách khái quát chính lợi ích to lớn trong việc chuyển hóa cảm xúc để phát huy thành trí tuệ theo tinh thần Phật dạy trong các kinh. Điều 1, chánh niệm về tự thân và xã hội. Dịch sát nghĩa trong tiếng Anh là self-mindfulness hoặc là self-awareness, tức là chánh niệm về bản thân. Người có chánh niệm về bản thân là người thấy rõ các hoạt động tâm, phản ứng của tâm, thái độ của tâm, cảm xúc của tâm, đồng thời theo dõi và làm chủ được tất cả các động tác của thân trong đi, đứng, ngồi, nằm, sự co, sự duỗi, mặc áo quần, động, tịnh, nói năng, im lặng, thức và ngủ. Các hoạt động dầu lớn hay nhỏ, dầu định kỳ hay là thỉnh thoảng, đều được người tu tập làm chủ bằng dòng chảy chánh niệm để thấy rõ được. Khi mà tâm ý trở về một cái cảm xúc tiêu cực nào đó thì dừng lại, không chạy theo nó. Đó là ý thức về thân, self-awareness. Người ý thức về bản thân mình thì đồng thời cũng tăng cường được sự ý thức về xã hội, social awareness, dẫn đến tình trạng có chánh niệm về các vấn đề đang có mặt trong xã hội, social mindfulness. Là bởi vì người tu học Phật được Đức Phật khích lệ mở trí tuệ bằng các phương pháp tu tập đúng. Khi có trí tuệ, chúng ta đánh giá con người, sự vật, sự việc, tình huống đúng với những gì chúng đang là, đang xảy ra.
Và trên tinh thần này đó, thì người phát huy trí tuệ cảm xúc đó, thấy rõ được đâu là mặt mạnh của mình trong gia đình, trong tương tác xã hội, trong các nhiệm vụ được giao ở công ty. Và đồng thời chúng ta cũng thấy rất rõ đâu là mặt yếu về lối sống, thói quen, cá tánh và cách cư xử hàng ngày. Bài kinh soi gương nhân cách được Đức Phật dạy khuyên chúng ta là mỗi ngày phải tự đánh giá nhân cách của mình, xem rằng là trong một ngày lời nói, việc làm, cố ý hay vô tình có mang lại nỗi khổ niềm đau cho ai hay không. Và nếu có đó thì chúng ta cảm thấy nuối tiếc và cam kết không tái diễn nó. Bằng cách này thì chúng ta sẽ tăng cường được sự phát triển nhân cách, ý thức về bản thân theo nghĩa phát triển ngày càng tốt đẹp hơn các phẩm chất cao quý vốn có trong mỗi con người, mà cao nhất là phẩm chất Phật, giác ngộ Phật. Đồng thời khi ý thức về bản thân theo hướng chánh niệm, chúng ta sẽ không để cho dòng cảm xúc ảnh hưởng đến các quyết định có ý nghĩa trong cuộc đời của mình. Bởi vì khi mà chúng ta làm việc gì đó theo sự sai sử của dòng cảm xúc thì chúng ta dễ trở thành là con lạc đặt bị cảm xúc giật dây. Mà cảm xúc là vô thường, mũi lòng, rồi cảm thấy chua xót, cho nên dễ bị lừa đảo, dễ bị dẫn dắt theo một cái hướng tiêu cực. Những ông chồng bị si tình bởi những cô gái đẹp, quý bà vợ đó có cảm giác rằng là chồng mình bị bùa mê thuốc lú. Thực ra thì chẳng có bùa mê, chẳng có thuốc lú nào hết á, mà là vì dòng cảm xúc của người nam đó đang bị si tình. Khi bị cuốn hút bởi một người nữ nào mà theo người đàn ông đó đó, vợ của ông ấy không có những cái phẩm chất đó, không có những tố chất đó trong cách yêu, trong cách nói, trong cách ứng xử. Và khi mà bị say mê và dẫn dắt bởi dòng cảm xúc này đó, thì người ta trở nên là si tình, ngu dốt, bỏ hết tất cả, làm những cái chuyện tào lao dại dột nhất cũng có thể. Cho nên quý bà đừng có tốn tiền đi thầy bùa, thầy pháp, thầy phong thủy, thầy địa lý, đủ các loại thầy để giải bùa mô thuốc lú. Làm gì có đó mà giải. Nếu quý vị có thể dẫn chồng đến gặp các thầy, các sư cô có kinh nghiệm tư vấn về hôn nhân gia đình, thì cái cơ hội đó thoát khỏi sự si mê bởi cảm xúc đó có thể được kết thúc. Còn cầu nguyện, cúng kiến, van sinh không giải quyết được vấn đề gì hết đó. Khi ý thức về xã hội theo chiều hướng tích cực, chúng ta biết đâu là khuynh hướng của xã hội Việt Nam, đâu là khuynh hướng của xã hội châu Á, đâu là khuynh hướng của xã hội phương Tây và toàn cầu. Chúng ta hòa nhập theo chiều hướng tích cực, nhưng đồng thời không chạy theo các xu thế tiêu cực, nhất là những xu thế hưởng thụ, thiển cận, thực dụng, và làm cho con người dễ bị chìm sâu trong sự dẫn dắt của bản năng. Người ý thức về xã hội đó có thể tạo ra các ảnh hưởng tích cực đối với người khác, bắt đầu từ người thân trong gia đình như là vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em, bà con, rồi làng xóm, bạn bè, rồi những người cộng sự, những người làm việc chung trong một công ty và những đối tác. Cho nên ý thức và chánh niệm về bản thân cũng như ý thức và chánh niệm về xã hội đó sẽ giúp cho chúng ta trở nên từ bi hơn, quan tâm hơn với những nỗi khổ niềm đau đang hiện hữu, và tìm các phương pháp thích hợp nhất để khép lại chúng. Điều 2,
thận trọng và có trách nhiệm cao. Dân gian Việt Nam thường dạy con người đó là ăn coi nồi, ngồi coi hướng. Khái niệm coi nồi, coi hướng về bản chất đó, nó là sự ý thức về những gì mà chúng ta đang làm trong không gian tại đây và thời gian bây giờ. Nó là một hoạt động chánh niệm trong phạm vi hẹp. Hoặc cha mẹ Việt Nam ngày xưa dạy con cái học ăn, học nói, học gói, học mở, tức là làm chủ được bản thân mình, ý thức về bản thân mình một cách rõ ràng. Mọi thứ phải học, học với chánh niệm để không làm sai, dẫn đến tình trạng có hiệu quả cao trong công việc và được mọi người tin tưởng. Người phát huy trí tuệ cảm xúc cao đấy, thứ nhất đó, là điềm tĩnh và sâu sắc. Nhất là các biến cố đang xảy ra, chúng ta không vội chạy theo cái dòng chảy xu thế của xã hội. Chúng ta biết dừng lại để đánh giá bằng trí tuệ và bằng chánh niệm, xem bản chất của vấn đề đó là cái gì. Chúng ta không vội vàng đánh giá, phê bình, chỉ trích hoặc là tán đồng, đồng thuận, ca ngợi, tán dương khi mà chúng ta chưa thấy rõ được bản chất của vụ việc và tình huống là cái gì. Và đây là thái độ rất khách quan, giúp cho chúng ta trở nên rất thận trọng cần thiết trên nền tảng phát huy trí tuệ. Bằng cách này thì trước khi phát biểu bằng miệng, bằng văn bản, thông qua các phương tiện truyền thông hiện đại, rồi cũng như là quyết định để hành xử, làm, theo đuổi một cái vấn đề gì đó, thì người có tu học chánh niệm đó sẽ rất cẩn trọng là nên nói cái gì, nói như thế nào, nói ở đâu và nói với ai. Chứ không phải lúc nào cũng nói tào lao, nói thiếu là sự thích ứng. Thì chẳng những lời nói của chúng ta giàu phát xuất từ động cơ tốt, hoàn toàn không mang lại kết quả hay, thậm chí có thể gặp rắc rối nữa là khác. Khi ý thức về bản thân để phát huy trí tuệ cảm xúc đó, thì chúng ta sẽ làm chủ được bản thân mình, do đó không đưa ra bất kỳ một quyết định lâu dài chỉ vì một cảm xúc nhất thời. Thì bằng cách này đó, người phát huy trí tuệ cảm xúc sẽ không hứa lèo. Người hứa lèo là người gì? Chạy theo cảm xúc nhiều lắm. Tới đó nhìn thấy cái sự kiện đó, được mời gọi đó, được bao nhiêu người năn nỉ đó, xúc cảm quá, mũi lòng quá, cho mình hứa đại, nhưng mà trên thực tế không có thằng thực hiện, hoặc là trên thực tế cũng không nên làm. Rồi sau khi trở lại thì bắt đầu đánh giá lại, thì mình thấy ồ, tôi lỡ rồi, nhưng mà không thực hiện được. Báo chí Việt Nam đưa tin rất nhiều sự kiện như thế, chẳng hạn như là trong các đêm hội diễn văn nghệ chuyên nghiệp, vận động đấu giá để làm một thiện sự nào đó đó, thì một số doanh nghiệp lớn lúc đó cảm hứng quá mà, người này giơ tay, người kia cho giá, rồi muốn chứng minh mình đó là cho giá cao hơn, rồi quan tâm đến cái sự kiện đó nhiều hơn, đẳng cấp xã hội của mình lớn hơn, cho nên mình đưa ra một cái khoản giá rất là to. Rồi sau khi ta chốt giá lại rồi đó, mấy tháng sau chùn luôn, không thấy tới để nạp tiền, mà báo chí đã đưa tin hết rồi, rồi truyền hình trực tiếp đã lên sóng rồi, nhưng mà thực hiện thì không làm. Là bởi vì cái cảm xúc nhất thời đó đã chi phối cái quyết định, mà quyết định đó đó về cái tính cẩn trọng và sâu sắc đó, thì người ta sẽ ít khi nào là đi theo cái hướng đó và làm theo cái chủ xướng đó. Cho nên tu học chánh niệm theo hướng phát triển cảm xúc đó, tích cực đó, thì chúng ta phải rất là cẩn trọng trong phát biểu, trong quyết định, mà khi đã quyết định rồi đó thì làm đến cùng.
nhất là các quyết định đúng. Bằng cách này thì chúng ta sẽ thoát khỏi sự nô lệ và cảm xúc. Chị em phụ nữ sống với cảm xúc nhiều hơn đàn ông, cho nên khi thiêu thương ai đó là thương một cách cuồng nhiệt, thương quên cả đường đi đó về. Mà khi ghen ai rồi đó thì cũng ghen cuồng nhiệt đến độ đó là thể hiện ra các hành động rất là phản cảm và phạm pháp. Chẳng những không giữ được chồng của mình mà còn làm tan nát hạnh phúc gia đình đang đứng trước bờ vực thẳm. Đó là bởi vì nô lệ và cảm xúc. Cảm xúc nó dẫn dắt, lúc đó mình hận quá, tức quá, khó chịu quá. Tôi đẹp thế này, tôi duyên dáng thế này, tôi trẻ trung thế này, tôi có đẳng cấp xã hội thế này, còn kẻ tình địch chẳng ra gì hết, mà tại sao ông chồng tôi cũng lại mê như thế. Thì từ những cái suy nghĩ cảm xúc rực lửa đó đã làm cho người ta bị nô lệ vào nó, cứ làm theo cái sự sai sự của cảm xúc đó. Cuối cùng đó, phạm pháp vào nào không hay. Từ tính cách nạn nhân, người bị cảm xúc chi phối dẫn dắt đã trở thành là chủ thể phạm pháp. Và toàn bộ các thiện cảm xã hội không đứng về phía người vợ bị chồng á phụ tình nữa, mà lại đứng về phía kẻ tình địch bị đánh ghen một cách đó là kinh hoàng hay là kinh khủng gì đó. Cho nên chúng ta nhớ tu học Phật là không để cho ý thức của mình hay là tư duy của mình bị dẫn dắt bởi cảm xúc, và ngược lại chúng ta phải dùng lý trí để thấy rõ đâu là mục đích lâu dài, đâu là mục đích ngắn hạn, đâu là giá trị của những mục đích đó, để khi quyết định cái việc gì đó là phải sáng suốt và không bao giờ để lại sự nuối tiếc bởi các hậu quả xấu của nó. Điều ba, tăng cường sự cảm thông. Trong tiếng Anh, cảm thông là empathy, mô tả một loại nhận thức hiểu được tư duy, cảm xúc, hành vi và ứng xử của một cá thể hay là một tập thể trong một bối cảnh, dưới một điều kiện xã hội và trải qua một cái dòng thời gian nhất định nào đó. Xin đưa một ví dụ như vào ngày 10 tháng 6 2018, nhiều nơi trên đất nước Việt Nam nổi dậy cái cuộc tổng biểu tình vì rất nhiều người dân quan ngại chính phủ Việt Nam sẽ thông qua dự luật đặc khu, mà theo đó đó là người Trung Quốc có cơ hội đầu tư nhiều, di dân vào ở, rồi đe dọa đến an ninh quốc phòng cũng như là các bất ổn xã hội, cho nên rất nhiều người đã xuống đường để biểu tình bày tỏ quan điểm không đồng tình. Trước đó 3 ngày, tức là ngày 7 tháng 6 2018 á, thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã công bố dời lại dự luật này cho kỳ quốc hội sau, tức là khoảng tháng 11, tháng 12, 2018, tức là nhất là sau 6 tháng để tái cân nhắc điều chỉnh trên nền tảng lắng nghe các phản biện xã hội về vấn đề này. Thì trong các cuộc biểu tình đó phần lớn không có Phật tử tham gia. Những người Phật tử hiểu và cảm thông được rằng là chính quyền chưa có thực hiện, chính quyền cam kết là cân nhắc lại, điều chỉnh lại, sẽ không cho khoảng thời gian ưu đãi đến 99 năm và phải xem xét khả năng thực lực của những cái tập đoàn và công ty lớn có nhu cầu đầu tư vào các cái đặc khu, chứ không phải là giao trọn gói cho Trung Quốc hay là cho một nước nào như là mô hình của Hồng Kông giao cho Anh cách đây 100 mấy chục năm. Nhưng mà rất nhiều cộng đồng trong xã hội
đã không thông cảm được điều đó, cho nên xuống đường. Và một số người không làm chủ được cảm xúc đã biểu đạt các hành động biểu tình dưới hình thức bạo động, như là làm bơm xăng, rồi chống người thi hành công vụ, rồi đốt cháy xe, tức là các hành động bạo lực, bạo động đó đó về phương diện luật pháp không chỉ ở Việt Nam mà khắp nơi trên thế giới là phạm tội hình sự. Luật pháp Việt Nam cho phép chúng ta bày tỏ quan điểm tự do cá nhân. Những gì chúng ta không đồng tình, chúng ta có được quyền bày tỏ chánh kiến, nhưng không nên bày tỏ dưới hình thức bạo động hay là bạo lực. Và rất nhiều người từ cái xúc cảm giận tức rằng là Trung Quốc sẽ có thể thao túng các đặc khu này và dẫn đến cái bất lợi cho cộng đồng người Việt Nam ở trong nước, cho nên họ đã đánh mất sự kiểm soát hành vi, thể hiện ra các hành động bạo lực. Trí tuệ cảm xúc sẽ giúp cho chúng ta không có những ứng xử cực đoan đó. Những gì chúng ta không đồng ý thì viết bằng văn bản, gửi những cơ quan đáng gửi, ví dụ văn phòng Trung ương Đảng, hoặc là văn phòng Quốc hội, văn phòng Thủ tướng, văn phòng Chủ tịch nước. Rồi chúng ta tiếp xúc với các đại biểu Quốc hội, rồi vận động họ đại diện tiếng nói của người dân để làm thế nào không bấm nút thông qua dự luật này. Chúng ta có nhiều cách để thể hiện trên nền tảng thông cảm và hiểu biết. Chứ người Phật tử thì không biểu tình bạo lực. Người Phật tử được biểu tình trong ôn hòa, biểu tình trong hòa bình, các tiếng nói mang tính xây dựng cao. Tức là đưa cái sự kiện xã hội nóng bỏng để chúng ta thấy rõ hành động thiếu cảm thông sẽ dẫn đến bạo lực, bạo động. Còn có cảm thông thì chúng ta xây dựng đúng cách, góp ý đúng cách. Còn nghe không nó thuộc về quyết định của Quốc hội. Là công dân của một quốc gia, giàu là ở nước nào, chúng ta phải chấp nhận sự giới hạn của luật pháp. Các đại biểu Quốc hội khi mà thông qua một cái dự luật nào đó thì dĩ nhiên nó phải mất ít nhất là 6 tháng để tái xem xét, có khi nó dời là 1 năm, 2 năm, chứ đâu phải là có hiệu lực liền đâu. Cho nên nếu chúng ta không đồng tình thì được quyền bày tỏ ôn hòa. Còn khi đã bày tỏ rồi mà Quốc hội vẫn giữ nguyên cái quan điểm đó thì chúng ta được quyền bày tỏ cái quan điểm khác biệt, nhưng không bạo lực, không có bạo động, không đốt cháy, không phá tài sản công, không chống người thi hành công vụ, không gây rối loạn trật tự xã hội. Như vậy khi hiểu được quan điểm, tư tưởng, chính sách, cảm xúc, hành động, ứng xử của một cá thể người, một tập thể người, một tổ chức chính trị, phi chính trị, tổ chức nhà nước hay là tổ chức dân sự, thì chúng ta sẽ tạo ra mạng lưới nối kết xã hội trên tinh thần đoàn kết, thương yêu. Tức là tính hài hòa theo chiều hướng sâu sắc và bền vững sẽ được thực hiện ở một mức độ cao hơn. Thì cũng giống như trong quan hệ vợ chồng đó, thì dầu có những cái dị biệt giữa vợ và chồng về cá tánh, về lối sống, về quan điểm, về chủ trương, về cách tiếp cận vấn đề, giải quyết vấn đề, rồi giáo dục cho con cái, tương lai của con cái, thì chúng ta cũng cần phải gọi là tương nhượng. Tức là đừng đào sâu vào các dị biệt để dẫn đến mất hạnh phúc gia đình. Chúng ta dừng lại ở một cái biên giới mà hai bên cùng tôn trọng lẫn nhau, thừa nhận các cái dị biệt đó là có thật, nhưng mà không quan trọng quá, không cường điệu quá, không nghiêm trọng quá đó, để cho vấn đề nó trở nên nhẹ nhàng hơn. Đó là biểu đạt của sự cảm thông. Để tăng cường sự cảm thông á, thì người tu học Phật được khích lệ không phán quyết một điều gì đó trên nền tảng là mình tức là suy luận một cách chủ quan, áp đặt, thậm chí là ứng xử như là quan tòa buộc vợ chồng con cái người thân và những người làm việc dưới chúa của mình bắt buộc phải làm theo như thế.
Cái tính cách chủ quan đó là thiếu sự cảm thông. Đồng thời chúng ta cũng cần tập thói quen là không dán nhãn đặt tên một cách áp đặt theo tư kiến, thành kiến, ác cảm của chúng ta với một nền tảng quá khứ nào đó đối với tha nhân ở hiện tại, mặc dù họ đã thay đổi rồi. Các cá tính, lối sống của người đó mà chúng ta có dịp giao tiếp mấy thập niên trước, mấy năm trước, mấy tháng trước, mấy tuần trước, mấy ngày trước đã không còn là như vậy nữa. Họ đã thay đổi tích cực, nhất là khi họ trở thành Phật tử. Ấy thế mà cái thành kiến và ác cảm đã làm cho chúng ta vẫn nhìn bằng cái bóng dáng quá khứ của người đó, từ đó không thể nào tạo ra sự cảm thông. Khi nhắc đến người đó hay là hành động của người đó, chủ trương người đó là chúng ta bẻ môi, giễu cợt, bắt đầu nói xấu, phê bình, chỉ trích. Còn cái tốt của họ, cái tích cực đó của họ hầu như chúng ta không quan tâm đến. Trí tuệ cảm xúc giúp cho chúng ta tái hòa lại và hạn chế tối đa những cái đào sâu vào sự dị biệt, cho nên đoạn đó phát huy tính cảm thông để mang lại hạnh phúc và lợi ích cho các bên. Điều 4, hạnh tùy hỷ và tán dương. Khi làm chủ được dòng cảm xúc một cách trọn vẹn, không để cho các cảm xúc tiêu cực dấy khởi, người tu học Phật đó sẽ tùy hỷ, tức là vui theo các thành quả hạnh phúc, thành công được ủng hộ xã hội của một cá nhân hay một tập thể nào đó. Mặc dầu về quan điểm và lối sống, ta và cá nhân tập thể đó là khác nhau. Sự liêm khiết tri thức trong tình huống này làm cho chúng ta tôn trọng và bày tỏ sự vui theo. Thậm chí trong một số tình huống phải thể hiện sự tán dương những quyết định đúng, hành động đúng, ứng xử đúng của người khác. Các đảng phái chính trị đối lập hiếm khi làm được hai động từ tùy hỷ và tán dương này. Cái công việc của các đảng phái đối lập là gì? Nói xấu. Thì trong một chính sách đó, có thể nói tốt là 90%, 10% rồi có vấn đề. Thì những người đối lập đó sẽ cố tình quên đi và phớt lờ 90% đó, đào sâu vào 10% chưa được hoàn thiện này, và làm cho quần chúng bị đánh lừa, bị lạc dẫn rằng á, chủ trương đó, chính sách đó, khuynh hướng đó là tệ hại. Đó là bất công. Người tu học Phật sẽ không bao giờ làm như thế. Khi được mời gọi nhận xét về một hành động hay chủ trương của một cá nhân hay tập thể nào đó, là chúng ta phải khách quan. Mặt tích cực là cái gì chúng ta phải nêu ra trước, rồi mặt yếu kém của vấn đề đó là cái gì, thì chúng ta cần suy nghĩ trên nền tảng cảm thông để giúp đỡ hoàn thiện, chứ không phải là chống đối. Thì bằng thái độ đó chúng ta mới có thể tùy hỷ các thành tựu hạnh phúc và những nỗ lực thành công của người khác được. Thì đây là cách trước nhất đó, là thể hiện sự thừa nhận các giá trị tích cực, acknowledgement of the values done by others, tức là những thành tựu của người khác chúng ta phải thừa nhận, mặc dù mình và người đó có thể là đứng hai chữ tiếng đối lập về ý thức hệ chính trị, ý thức hệ kinh tế, ý thức hệ văn hóa, ý thức hệ tôn giáo, ý thức hệ xã hội. Nhưng mà cái nào tốt là chúng ta phải thừa nhận. Bên cạnh sự thừa nhận thì cần phải bày tỏ sự cảm kích, appreciation. Chúng ta cảm kích bởi những việc làm tốt của người khác. Ví dụ như tại chùa Giác Ngộ, mỗi tuần thì có 2 ngày sinh hoạt, chiều thứ bảy vào lúc 2:30 đến 5 giờ đó, thì có khoảng 400 cháu tuổi lên 3 đến tuổi 13 đến sinh hoạt để học về nhân cách sống, giá trị sống.
Sáng chủ nhật như hôm nay, mỗi tuần á thì trung bình có khoảng 650 đến 750 Phật tử lớn tuổi, từ 6:30 đến 11:30. Chiều chủ nhật từ lúc 13:00 cho đến lúc 17:00 sẽ trung bình có khoảng 650 đến 700 thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên sinh hoạt. Thế là có một điều rất vui là tất cả các chùa trong địa bàn quận 10, nơi mà chùa Giác Ngộ tọa lạc đó, đều rất hoan hỷ. Không có ai là ngăn cản Phật tử của mình hay là nói xấu về chùa Giác Ngộ cách này hay cách kia. Nếu các Phật tử ở những chùa xung quanh thích đi thì các vị trụ trì không ngăn cản. Đó là cái cách gọi là cảm kích trước các cái hoạt động tổ chức du học của chùa Giác Ngộ. Ngoài ra vào những buổi tối vào lúc 16:45, ai thích tụng kinh thì lên chánh điện ở lầu 1, ai thích học Phật pháp căn bản, Phật pháp nâng cao hay là kinh Trung Bộ thì lên lầu 4, ai thích học miễn phí tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Khmer và thư pháp thì lên lầu 5. Thì cùng một thời điểm ở các lầu khác nhau, số lượng tham dự trung bình là 100 đến 150 người. Và các lớp học phần lớn là giới trẻ, tuổi từ mười mấy cho đến 40. Và các chùa rất hoan hỷ với hoạt động đó. Thì đó là một cái ví dụ cho thấy là gì? Là tùy hỷ và tán dương các chủ trương hoạt động tích cực cao quý của người khác. Dù chùa mình không đông được cái số lượng như thế này, nhưng mà không có một hoạt động gì để kêu gọi sự chống đó. Hạnh tùy hỷ sẽ giúp cho chúng ta xóa được các khoảng cách xã hội, xóa được các thành kiến ác cảm lỡ có trong quá khứ, chúng ta khép lại. Và cũng bằng sự tán dương trên nền tảng tùy hỷ đó, thì chúng ta sẽ khép lại các cuộc chiến tranh lạnh giữa cá nhân với cá nhân, tập thể với tập thể, quốc gia với quốc gia. Cuộc chiến tranh Việt Nam suốt 30 năm, 45 đến 75, kết thúc với sự chết của khoảng mấy triệu người Việt Nam vô tội và mấy trăm ngàn binh sĩ của hai bên. Chiến tranh lạnh vẫn tiếp tục diễn ra sau 4 thập niên. Chính quyền Mỹ và chính quyền Việt Nam mới khép lại trọn vẹn vào cuối năm 2016. Mà điểm bắt đầu của nó đó là năm 1995. Nhưng mà hận thù dân tộc do khác biệt ý thức hệ giữa những người Việt Nam ở hải ngoại khoảng 4,5 triệu người với chính tại Việt Nam ở trong nước là rất khó có thể hàn gắn. Cho nên đó là hầu như là hai bên khó có thể tùy hỷ và tán dương công đức của nhau được. Nhất là ở hải ngoại, người ta thường nói xấu về trong nước và tạo ra nhiều cái khoảng cách xã hội. Cho nên thực tập tùy hỷ và tán dương là chúng ta xây dựng niềm tin, kết nối tình bạn, tình huynh đệ và phát triển các mạng lưới xã hội cho tinh thần hài hòa và cộng đồng. Và bằng cách đó thì chúng ta phải tập thói quen là nhìn vào những điểm tích cực, những cái đẹp, những cái có giá trị của người khác để ủng hộ. Đồng thời đó, nếu chúng ta có thiện chí thì góp ý xây dựng những cái gì đó được xem là chưa tiến bộ, chưa tốt. Điều này sẽ giúp chúng ta tạo ra các hoạt động khuyến khích, tán trợ, ủng hộ, đồng tình, đồng hành cho các hoạt động mang tính cao quý của người khác. Trí tuệ cảm xúc giúp cho chúng ta đạt được các ứng xử đó, như là những gì mà Đức Phật đã dạy trong các kinh. Điều 5, tận dụng sự phê bình để tiến bộ. Nếu tùy hỷ và tán dương là cách thức chúng ta ghi nhận những đóng góp tích cực của cá thể và tập thể khác, thì về phương diện bản thân đó, chúng ta phải soi gương nhân cách. Khi ai đó phê bình, chỉ trích, nói xấu, xuyên tạc, vu cáo, gây trở ngại, trọt gậy bánh xe, phá đám, thậm chí là nỗ lực hãm hại chúng ta,
Công việc đầu tiên mà chúng ta phải làm là tái đánh giá lại chính mình, như Đức Phật đã dạy trong kinh Trừ Bộ, rằng là tôi có phải là tác giả của những điều gì được đề cập đến hay không. Nếu sau khi đánh giá một cách nghiêm túc rồi mình không phải là tác giả, tác nhân, thì mình phải thừa nhận là tôi không phải là tác giả. Ít nhất mình phải nói ra được cái điều đó, để tránh tình trạng bị ngộ nhận im lặng là đồng ý. Đức Phật dạy trong kinh Trường Bộ rất rõ, cái này không phải là do tôi làm, tôi không phải là tác giả của điều này. Chứ Đức Phật không hề dạy người ta im lặng chịu đựng. So với Luận Bảo Vương Tâm Muội đó, thì cái câu quan ức không được biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả, cái câu này rất nguy hại. Như là áp dụng trong quan hệ vợ chồng và tình bạn, có nhiều cái ngộ nhận đó, quý vị chỉ cần ngồi lại 1-2 tiếng đồng hồ, hoặc là đôi mươi phút, thậm chí có nhiều trường hợp chỉ có vài phút tháo mở được. Nhưng mà vì mình chấp nhận là làm như thế là hèn nhát, là chấp vào nhân, chấp vào ngã, cho nên mình để cái sự ngộ nhận nó trở nên nghiêm trọng hơn, phá hoại các cái hạnh phúc của cả hai bên. Đó là một phản ứng thiếu thông minh. Cho nên á, những lời dạy của tổ không phải điều gì cũng hay. Là người tu học đó, chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Điều nào dạy hay thì chúng ta làm, còn điều dạy nào chưa phù hợp với tinh thần Phật dạy thì chúng ta tuyệt đối nói không, chứ không có tôn trọng một cách mù quáng. Do đó cần phải nghiêm túc rồi liêm khiết về tri thức để đánh giá. Nếu thấy mình còn sơ suất, yếu kém về một phương diện nào đó mà xã hội lên án, thì chúng ta phải cam kết thừa nhận, nỗ lực học hỏi, điều chỉnh để đạt được sự tiến bộ ngày càng tốt đẹp hơn. Đó là người thông minh. 5 năm qua đó, các tập đoàn lớn về kỹ thuật số mời gọi nhân tài trên toàn cầu nỗ lực nhìn bằng kính hiển vi, tìm ra các lỗ hổng kỹ thuật để giúp họ hoàn thiện. Ai phát hiện ra các lỗi kỹ thuật đó thì sẽ được thưởng có khi là 300.000 Mỹ Kim, 500.000 Mỹ Kim, 1 triệu Mỹ Kim, vài triệu Mỹ Kim. Mời người khác tìm lỗi về bản thân mình đó, là để cho mình được hoàn thiện. Thì các tập đoàn đẳng cấp lớn á, người ta rất là công khai minh bạch về vấn đề đó, vì họ thừa nhận rằng là không có ai là toàn hảo hết á, cho nên cần phải được sự đóng góp, và các đóng góp đó được thừa nhận. Những kẻ ghét ta xem chúng ta là kẻ thù vì không hiểu chúng ta, hoặc ganh tị với chúng ta, hoặc là muốn hãm hại chúng ta, thì họ vừa nói xấu, phơi bình, chỉ trích, xuyên tạc, vu cáo đủ kiểu hết á. Quan trọng là gì? Trong tình huống đó chúng ta phải giữ chánh niệm và không để cho cảm xúc mình bị chìm vào sự khổ đau. Phải sáng suốt và điềm tĩnh. Có những điều người ta xuyên tạc mình hoàn toàn không có, nhưng mà mình nhớ điều đó để chi? Để mình không có vướng vào. Đó là tận dụng cái phương diện tích cực của những phơi bình chỉ trích. Còn kẻ phơi bình chỉ trích, nói xấu, vu cáo xuyên tạc, nếu thương tổn danh dự và gây các tổn hại về xã hội, về kinh tế, thì đó là phạm tội hình sự theo luật hình sự 2015 của Việt Nam. Quý vị có thể nhờ luật sư hỗ trợ can thiệp để mang lại cái công bằng xã hội cho bản thân mình. Khi làm việc đó đừng phát xuất từ tâm thù hằn, mà phát xuất từ cái tâm đó là giáo dục cho những kẻ xấu không tái phạm, để họ không thể hiện các hành động phạm pháp tương tự đối với bất cứ ai, và không biến người khác trở thành nạn nhân. Cho nên nếu mỗi người đều không thích ai phê bình mình, chỉ trích, nói xấu, xuyên tạc, vu cáo, thì cái công việc mà chúng ta phải tập như một thói quen là mình cũng không nên nói xấu ai, phê bình ai, chỉ trích ai, tấn công ai, quậy phá ai. Khi được mời gọi góp ý thì chúng ta
góp ý trên tinh thần xây dựng. Và trong mọi tình huống á, chúng ta phải lạc quan tích cực, nghĩ đến một cái hướng như thế này: làm thế nào trong cái khủng hoảng truyền thông, trong những tấn công xã hội, trong những scandal mà người ta cố tình xuyên tạc mình á, mình tận dụng để được cái lợi lạc gì? Đó là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ để không tuyệt vọng, không chán nản, không khổ đau. Vì mình có tội tình đâu mà phải bị chịu khổ trong trường hợp đó. Từ ngày 4 đến 7 tháng 7 2018, truyền thông chính thức của Việt Nam bao gồm truyền hình, radio, nhật báo, báo mạng, các mạng xã hội đưa tin rằng rộ về một hiện tượng: một cặp vợ chồng á, vợ 61 tuổi thì chồng 26 tuổi, độ chênh lệch đó là đến ba mấy tuổi. Và rất nhiều người đó bày tỏ cái sự phê bình chỉ trích rất là nặng lời, đến độ đó là cặp vợ chồng này cảm thấy bị thương tổn lớn, họ phải lên tiếng và họ kiện lại cái văn phòng tư pháp của cái xã mà họ đăng ký kết hôn. Tại sao lại công bố cái chứng hôn không được sự đồng ý của họ, để cho những người thiếu thiện cảm á, phê bình chỉ trích, nói xấu xuyên tạc, làm xáo trộn đời sống gia đình, đời sống xã hội của họ. Chú rể và cô dâu cảm thấy khổ dữ lắm, họ đâu có tội lỗi gì đâu, cả hai là độc thân và đã là tuổi trưởng thành, luật pháp Việt Nam và thế giới cho phép họ tình nguyện đến với nhau, họ đâu phạm pháp gì đâu. Chúng ta phải tôn trọng. Và điều quan trọng, nếu mình á là tâm điểm của những phê bình chỉ trích bởi truyền thông, chúng ta phải hết sức điềm tĩnh. Nếu thấy những người tham gia truyền thông lợi dụng vào cái quyền tự do ngôn luận, thương tổn danh dự, thì chúng ta phải kiện tụng để những hành động đó không tái diễn. Phải hiểu luật, hiểu tinh thần Phật dạy, chứ không có cắn răng chịu đựng một cách tiêu cực, thì những cái kẻ xấu, nhất là những cái kẻ gian xảo trên internet, được cái quyền làm biên tập, rồi làm truyền thông, rồi truyền hình trực tiếp, rồi trên Facebook, trên các mạng xã hội, muốn nói cái gì nói, muốn làm cái gì làm, mà gọi là thiếu trách nhiệm pháp lý bởi các hành vi xấu xa của mình, thì những kẻ như thế là tội ác là nặng dữ lắm. Hiện nay đã có rất nhiều tổ chức xuất thân từ các tôn giáo khác, nhân danh là Phật tử, tấn công Phật giáo, nói xấu Phật giáo, chỉ trích Phật giáo. Và những kẻ đó rất là quỷ biện, xảo trá, phi đạo đức, trái luật pháp, phạm tội hình sự, và làm những việc đó trời tru đất lục, không thể dung tha được. Thì bao gồm như nhóm Hội Phật Quốc Việt Nam, Hội Anh Em Chính Nghĩa Việt Nam, rồi Hương Trần, Trần Anh Nhi và nhiều nhân vật khác. Họ cứ nhân danh là Phật tử này Phật tử nọ, nhưng mà cuối cùng toàn là đã phá Phật giáo, chống Bồ Tát Thích Quảng Đức, chống các vị cao tăng, chống lãnh đạo giáo hội, chống tất cả các hoạt động Phật sự, mà cứ giả vờ đóng vai là Phật tử. Họ rất hèn hạ, rất là đốn mạng. Cho nên là chúng ta phải thấy rõ những điều đó để không trở thành nạn nhân truyền thông của những kẻ xấu và phạm pháp này. Điều 6: nhận lỗi, xin lỗi, khắc phục, vượt qua. Người có chỉ số trí tuệ cảm xúc cao là người rất là khiêm tốn, chân thành, liêm khiết tri thức. Do nỗ lực thực tập chánh niệm, nhìn minh sát, nhìn rõ ràng, nhìn thẩm thấu về bản thân mình, thói quen, cá tánh, hành vi, lời nói, việc làm, trong ứng xử, có vô tình hay cố ý làm phương hại hay không,
khi nhận ra rằng là mình có lỗi về quan hệ dân sự thì phải xin lỗi. Nếu có tội về luật pháp đó, thì chúng ta phải gọi là trình diện để nhận được sự khoan hồng của luật pháp. Không chỉ luật pháp Việt Nam, luật pháp trên toàn cầu đều có chính sách khoan hồng đối với những người gọi là tình nguyện nhận tội. Thì dĩ nhiên là họ sẽ được giảm án nhất định để nỗ lực trở thành người tốt. Nhận lỗi về phương diện xã hội đó là một sự hồi đầu về cái thiện. Đối với những người cao thượng có tên là Bồ Tát Tao, trong một quan hệ xã hội giữa mình và người khác, hay là giữa tổ chức này với tổ chức nọ, tập đoàn này với tập đoàn kia, quốc gia này với quốc gia nọ đó, thì có những cái hiểu lầm. Là lúc lỗi nó không thuộc về phía mình, nhưng mà vì được lệ lạc cho cả hai bên, chúng ta cũng phải gọi là nỗ lực để nhận lỗi về phía mình, để cho tình thân thương, tình hữu nghị giữa hai bên đó được tiếp tục thiết lập và phát triển. Ứng xử đó là rất cao thượng. Đó là một sức mạnh thể hiện sự tiến bộ về tâm, về lòng độ lượng, về sự khoan dung, về thái độ vô ngã về vị tha. Cho nên đó là cố tình đó là nhận lỗi về phía mình để cho hòa khí và cái quan hệ hài hòa giữa hai bên đó được tiếp tục diễn ra. Chị em phụ nữ thì dễ mũi lòng, dễ tủi phận. Khi vợ và chồng xích mích với nhau đó, thì quý bà thường trông đợi là chồng á, là phải xin lỗi mình, mời gọi mình, năn nỉ mình, để cho mình có cảm giác là mình còn có giá. Thì quý bà cũng phải tập làm sao vượt qua cái mít ướt cảm xúc đó, cái sự nuôi chiều cảm xúc đó, cái chấp vào cái tôi đó. Và quý ông cũng phải hạ đức võ mình xuống à, vì là mình Phật tử rồi, đôi lúc mình không có lỗi, nhưng mà cũng phải nỗ lực xin lỗi, nỗ lực hàn gắn để cho vợ không tự ái nữa. Vừa mới ly thân thì mình phải nỗ lực để hàn gắn liền, chứ đừng để tình trạng đó kéo dài, vì kéo dài là dẫn đến mất hạnh phúc. Và quý bà phải tập thói quen, dầu chồng có lỗi cỡ nào đi nữa, không ly thân, đừng có bỏ gia đình trở về bên nhà cha mẹ ruột của mình. Vấn đề đơn giản đó sẽ trở nên rất phức tạp và khó giải quyết. Cho nên phải nhớ là chuyện đâu còn có đó. Hai bên phải điềm tĩnh, thông cảm nhau, rồi thừa nhận lỗi. Lỗi của mình là cái gì, lỗi bên kia là cái gì. Bên kia ta chưa thừa nhận, nhưng mình cứ thừa nhận trước đi. Cái thừa nhận lỗi đó chứng minh rằng là mình tiến độ về đạo đức, chứ không có gì là xấu hết á. Không có gì phải mắc cỡ và tự ái. Nói cách khác là trong một số tình huống không nhất thiết là bạn đang bị sai, nỗ lực thừa nhận lỗi, xin lỗi để vượt qua cái khó khăn hiện tại là một ứng xử mang tính Bồ Tát. Và điều này nó giúp cho chúng ta đó là nhìn thấy được lợi ích cao hơn, thay vì đó là chấp vào cái tôi bị thương tổn, cái tôi bị xúc phạm, cái tôi đó bị xem nhẹ, cái tôi bị khinh thường, cái tôi đó bị phê bình và chỉ trích. Người thực tập vô ngã sẽ dễ dàng xin lỗi, còn những người cố chấp đó là những người chấp ngã cao lắm. Ai có vị trí xã hội cao rồi nguồn tài chính lớn thì rất khó có thể hạ nước giỏ xuống. Vì bên ngoài mình được là tung hô vạn tuế, mọi người ca ngợi tán dương, đánh giá mình, khen tụng mình không. Có ai nói nặng nói nhẹ mình câu nào đâu. Mà khi làm Phật sự á, thì có nhiều người ta đâu thông cảm, phê bình, chỉ trích, nói xấu, xuyên tạc, mình dễ tự ái lắm. Thì lúc đó mình phải biết rõ là gì, sự tu tập chuyển hóa cái tôi đó vẫn còn giới hạn, cho nên tiếp tục nỗ lực để vượt qua. Thay vì bỏ cuộc nửa chừng thì hãy thực tập vô ngã để không bị khổ đau chi phối. Điều 7, rộng lượng, quên đi và tha thứ.
Thực tập tâm rộng lượng đó là một phần ứng dụng thực tiễn của tâm từ bi. Chúng ta nỗ lực không nói xấu, phê bình chỉ trích bằng hành động, bịt miệng bằng hai tay. Chúng ta nỗ lực không nghe những lời thị phi lặp lại từ bạn bè, từ người thân về một người nào đó nói xấu mình bằng hành động dùng hai tay bịt hai lỗ tai. Chúng ta cũng nên nỗ lực thỉnh thoảng lấy hai tay bịt hai mắt để không nhìn thấy những điều chướng tai gây mắt, giữ được cái trạng thái thản nhiên và điềm tĩnh, và vẫn nhiệt quyết với lòng từ bi lớn tìm cách để vượt qua những trở ngại và khó khăn. Hành động của ba con khỉ không nói qua bịt miệng, không thấy qua bịt mắt, không nghe qua bịt tai là để chúng ta không bị nhiễm ô bể những điều chúng ta gây mắt, thị phi, chống đối, phá phách, chỉ trích của người khác về mình. Và bằng cách này thì chúng ta mới dễ dàng trải nghiệm sự độ lượng được. Bây giờ mình để ý, để tứ, đi hỏi người A, người B, người C, khai thác thông tin, coi thiên hạ nói xấu tôi cái gì, thiên hạ chửi bới tôi cái gì, thiên hạ đang hãm hại tôi cái gì, làm sao đổ lượng được. Thời gian ở đâu mà đi phí phạm chuyện đó chi cho vô ích. Hãy dành thực tập thiền, thực tập Phật Pháp, thực tập làm Phật sự, quên hết những điều đó. Ai có tới nói với mình, đó đây là chuyện bí mật lắm, tôi chỉ nói cho bà biết thôi, tôi đứng về phía bà, tôi ủng hộ bà, tôi biết là người kia nói xấu bà, thì mình cũng lại thôi, cảm ơn chị, cảm ơn em, nếu thương tôi thì đừng có kể những chuyện này cho tôi nghe. Thì khi mình nghe nhiều chuyện xấu quá, tâm mình nó ít bình an lắm. Tốt nhất là không nên nghe, và có nghe rồi đó cũng không nên nhớ, tập quên đi. Và lúc đó quý vị đặt ra câu hỏi, tại sao như thế? Tôi là người tốt, tôi làm Phật sự, tôi bỏ tiền, thời gian, chất xám, công sức tôi làm, tôi có lấy gì của ai đâu mà tại sao nói xấu tôi? Đặt câu hỏi đó sẽ làm cho quý vị tổn thất tâm bồ đề, bỏ cuộc nửa chừng thôi. Chúng ta phải hiểu, đó là chuyện thường tình. Không ai hoàn toàn được khen, không ai hoàn toàn bị chê. Khen chê là thói đời, là nghiệp phàm. Bận tâm làm gì cho mệt. Cho nên công việc của chúng ta gì? Thực tập sự độ lượng, dung thứ, quảng đại, bỏ qua cái lỗi lầm sơ suất của người khác nếu họ ăn năn. Thậm chí có những trường hợp họ không ăn năn, mình cũng phải rộng lượng bỏ qua. Đầu năm 2017, Tòa án Liên bang Mỹ xét cái vụ án tai tiếng thế giới, kẻ giết người dòng sông xanh. Thì ông này đến nay là 60 tuổi hoài, nhưng mà vì hận phụ nữ do vợ ông ngoại tình, thì sau khi ly dị với người vợ đó, ông có vợ mới. Và từ hồi nhỏ thì ông bị mẹ mình là đánh đập thường lắm, cho nên ông hận phụ nữ. Một mặt thì ông rất tốt với vợ của mình, nhưng mà mặt khác khi nào vợ đi vắng thì ông đi thuê gái làng chơi về đến tận nhà để hưởng thụ dục lạc. Sau khi hưởng thụ xong thì ông giết một cách rất là tàn nhẫn, và đem thi thể bị giết đó đi đến cả trăm cây số để về phi tang. Và ông giết như vậy là một trăm mấy chục cô. Từ cuối cùng á, không có đủ bằng chứng, nhưng mà người theo đuổi cái vụ tìm kiếm này đó mới thuyết phục ông ấy rằng là nếu ông á thừa nhận á, thì tôi sẽ cam kết luật pháp Mỹ sẽ không tuyên án tử hình mà chỉ bỏ tù chung thân thôi. Còn nếu mà ông không thừa nhận thì trước sau gì ông cũng bị tử hình. Thì sau một thời gian thuyết phục, ông ấy đã thừa nhận và chỉ dẫn FBI của Mỹ đi đến cái dòng sông xanh đó, đào ra xác của gần 100 phụ nữ, còn mấy chục người còn lại thì bị mất tích luôn. Thì luật pháp Mỹ nó có một cái khoản là khoan hồng nếu hợp tác và thừa nhận. Cho nên họ giữ đúng cái cam kết đó là không tuyên án tử hình. Thì trong cái nhóm người mà tham dự cái
phiên xét xử thì có một ông già gần 80 tuổi có một đứa con gái độc nhất bị ông này giết chết. Thì trong cái phòng xử đó ai cũng chửi rủa kẻ sát nhân vô lương tâm, mất đạo đức, là thú tính, không còn là con người nữa, đáng đọa địa ngục. Thì ông già đó đứng dậy vừa nói vừa khóc: tôi tha thứ cho anh vì anh đáng được tha thứ. Cả cái phòng tòa án đó nó yên lặng phăng phắc. Và kẻ giết người dòng sông xanh này đã rơi nước mắt lần đầu tiên sau mấy chục năm ở tù. Người ta chưa bao giờ thấy ông này rơi nước mắt. Ông rơi nước mắt bày tỏ cái sự hối hận lần đầu tiên được nhìn thấy bởi cái quay phim trực tiếp của các đài truyền hình lớn ở Mỹ. Phải quên đi quá khứ thì chúng ta mới tha thứ được. Và phải thừa nhận người chết đều đã tái sinh chứ không có mất hẳn, thì chúng ta mới dễ tha thứ được. Và làm con người, nhất là người phàm, rủi ro phạm tội và có lỗi là có thật. Mình nếu mà trong hoàn cảnh đó cũng có thể ứng xử tương tự, thậm chí là tệ hơn. Cho nên á, tại sao mình tha thứ mình được nhưng lại không tha thứ người khác? Cứ đặt ra câu hỏi đó để chúng ta thân tập tha thứ. Và làm được như vậy thì chúng ta đang phát huy được trí tuệ cảm xúc cao, high emotional intelligence. Và điều đó đối với các Phật tử là rất dễ làm. Cho nên để nỗ lực làm việc này đó, thì điều quan trọng và tiên quyết là chúng ta không giữ cảm xúc khổ đau làm con tin. Cái khổ đau bởi người thân bị giết, bởi người thân bị xúc phạm, bởi người thân bị hãm hại, hoặc là bản thân mình bị xúc phạm, bị hãm hại, bị cài bẫy, đừng biến mình làm con tin, đừng biến cái khổ đau của người thân làm con tin của cảm xúc. Thì lúc đó đó, chúng ta mới có thể xóa được hận thù, buông quan trái, hàn gắn gắt vết thương đau và tái dựng lại nỗ lực ở hiện tại, mở ra một tương lai tươi sáng. Còn bằng không á, chúng ta sẽ trở thành kẻ nô lệ của cảm xúc khổ đau trong quá khứ. Chúng ta đào bới quá khứ lại, đào một cốt mạng quá khứ lên, ham nóng quá khứ khổ đau lại và biến mình trở thành nạn nhân thêm nhiều lần nữa. Lúc đó chúng ta phải thực tập từ bi là giải pháp muôn đời. Hận thù, diệt hận thù, đời này không xong được. Miếng ăn miếng trả miếng, máu đền máu, răng đền răng, luật giang hồ đó không giải quyết được vấn đề. Chỉ có lòng từ bi xóa bỏ hận thù mới có thể giúp cho ta trở nên rộng lượng, quên đi nỗi đau và tha thứ cho những kẻ có tội, dầu người đó thừa nhận tội hay không thừa nhận tội. Công việc của chúng ta là phải tha tội, còn kẻ đó sẽ bị luật pháp nghiêm trị. Chúng ta nên nhớ nha, luật pháp sẽ nghiêm trị. Nếu luật pháp có giới hạn do thiếu tăng chú Phật chức, luật nhân quả sẽ nghiêm trị, sẽ không bao giờ gọi là bao che con người đó đâu. Có đến hai loại luật: luật pháp là tương đối và luật nhân quả là tuyệt đối. Ngoại trừ người đó chuyển nghiệp bằng các hành động thiện đối lập tương đương hoặc cao hơn thì tội của người đó mới hết. Còn bản thân chúng ta là không tài lanh làm thay thế chức năng luật pháp, như là các bộ phim hành động của Hollywood Hoa Kỳ, phim hành động của Bollywood Ấn Độ, phim hành động của Võ Lâm Trung Hoa, suối con người xem là đi theo cái chủ nghĩa anh hùng cá nhân, không chờ luật pháp phân xử gì hết á. Kẻ xấu là gì? Ra tay hành hiệp là giết chết thôi, cái đó là phạm tội đấy. Điều 8: thái độ tình nguyện, phụng sự và giúp đỡ. Khi thực tập tâm từ bi lớn, vô ngã lớn, vị tha lớn, con người rũ bỏ các chấp về cái tôi sở hữu và mọi thứ trên đời, thì lúc đó đó, người đó sẽ không còn vướng kẹt vào lợi ích nhóm huyết thống nữa. Khái niệm lợi ích huyết thống đó, thầy sử dụng để chỉ cho cái mối quan tâm như một trách nhiệm cao quý mà chúng ta dành cho những người thân cùng nhóm máu, cùng gia di truyền, cùng ông bà tổ tiên. Luật pháp khích lệ chúng ta có tinh thần đó,
quyền tự do cá nhân nó cho phép chúng ta làm việc đó. Nhưng khi tu học Phật rồi đó, phải mở tâm từ bi lớn hơn, và nhất là phải quán tình thân với những người dân thông qua nhiều cuộc sống quá khứ đã từng là bà ngoại, bà nội, dì, thím, mợ, mẹ, vợ, chị gái, em gái, con gái, cháu gái, chắt gái của chúng ta. Còn đối với những người nam, mình phải quán tưởng ở nhiều kiếp trước đã từng là ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sở, cha, chú, bác, dượng, chồng, con trai, anh trai, cháu trai, chắt trai của chúng ta. Để bằng cái quán huyết thống vượt về cái biên giới thời gian quá khứ đó, sẽ làm cho chúng ta không dành tình thương một cách tập trung cho những người trong huyết thống nữa, mà chúng ta mở tâm từ bi ra rộng lớn hơn. Đạo Phật là tôn giáo duy nhất dạy chúng ta điều này. Còn Thượng Đế trong Do Thái giáo, mô tả trong Cựu Ước, hay là ngay cả trong Kinh Thánh Tân Ước, thì đều có phân biệt đối xử. Con chiên trong đàn chỉ cho những người có niềm tin vào sự cứu chuộc của tôi, của Chúa, và con chiên ngoài đàn chỉ cho những người không tin Chúa. Và ở ngày phán quyết cuối cùng, tức là ngày tận thế đó, theo Do Thái giáo, Công giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, thì Chúa chỉ cứu giúp cho con chiên trong đàn thôi. Còn con chiên ngoài đàn là phải tống xuống quả ngục, gọi là trừng phạt tội lỗi đời đời kiếp kiếp. Tức là tâm từ bi của Chúa được mô tả trong ngữ cảnh này đó là không trọn vẹn. Còn người tu học Phật á, thì phải đề cao tâm từ bi, không giới hạn vào lễ nhóm quyết thống nữa. Dĩ nhiên là lễ nhóm quyết thống là chúng ta phải quan tâm trước, rồi sau đó chúng ta quan tâm đến xã hội, cộng đồng và công dân toàn cầu. Rộng hơn nữa là các chúng sinh có tình thức, các chúng sinh vô tình thức. Bằng cách này đó, khi gặp những cảnh đời trái ngang, chúng ta ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ, tham gia vào các hoạt động Phật sự, các hoạt động thiện sự, các hoạt động từ thiện xã hội, trao tặng học bổng cho tăng ni, học bổng cho sinh viên nghèo, rồi nỗ lực làm cầu đường nông thôn, tặng giếng cho những người ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên, rồi tặng cho các mảnh đời cơ nhỡ bất hạnh, người già, neo đơn, tàn tật, rồi mất khả năng ánh sáng, các nạn nhân thiên tai, các nạn nhân tai nạn giao thông và nhiều mảnh đời bất hạnh khác, dù người đó khác tôn giáo với Đạo Phật. Chúng ta cũng phải nỗ lực làm. Và thông qua các việc làm đó, chúng ta thiết lập cái tình cảm thân thiết giữa con người với con người. Ngày 23 tháng 6 2018, truyền thông thế gian, Thái Lan và thế giới đó sửng sốt đưa tin 12 nam sinh tuổi từ 11 đến 16 và huấn luyện viên 25 tuổi, do vì làm một cái lễ tôn giáo trong cái hạng, trong hang động tham lũn, lỡ bị một cái cơn mưa lớn làm ngập lụt, làm cho nhóm này đã phải đi sâu vào trong hang, hiện nay là khoảng gần 4 cây số, với cái độ sâu là khoảng 800 mét, cách miệng hang là 4 cây số. 1.000 người đến từ nhiều quốc gia, trong đó có đội đặc nhiệm Hoàng gia Thái Lan đã nỗ lực giải cứu đội bóng nhí mất tích này. Và đến ngày thứ 10 đó, họ mới tìm ra được cái vị trí mà các cậu học sinh này đang tá túc trong tình trạng không có ánh sáng, không ăn cái uống, nhưng mà rất may là khỏe mạnh và sống còn. Cho đến bây giờ đó, 15 ngày trôi qua vẫn chưa có giải pháp, tại vì nước mưa bắt đầu dâng cao lên, bơm nước với công suất cao nhất vẫn chưa có thể giải quyết được vấn đề gì, vì cái hang này nó dài đến vài cây số, có nhiều nơi đó là nước đến 10 mét, đục đục ngầu không nhìn thấy. Thợ lặn cứu giúp một người đó đã bị ngạt thở mà chết,
làm cho tình trạng nó trở nên phức tạp hơn. Người ta phải khoan ở trên miệng núi đó 100 lỗ để tìm cái vị trí mà các cậu bé này đang tồn tại, để kéo các cậu bé lên. Chứ còn đi bằng cái con đường lặn á thì chắc chắn là không thể được. Vì thợ lặn chuyên nghiệp mỗi lần đi vào phải mất 6 tiếng, đi ra cũng phải mất 6 tiếng, mà các cháu này là hoàn toàn không biết bơi, huống hồ làm sao tập lặn được. Rồi mang ra một cơ thể, một cái bình dưỡng khí nặng đến mấy chục ký, không đơn giản tí nào. Như vậy trong nỗi khổ niềm đau của nhân sinh á, thì chúng ta thấy tình nhân ái, tình từ bi đã được thiết lập. Bất luận tôn giáo, màu da, sắc tộc, quốc gia, nhiều người đã bỏ tiền túi đi máy bay từ quốc gia của mình, Mỹ, Pháp, Đức, Úc, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Trung Quốc, đi qua bên Thái Lan để đến đây để tham gia vào đội cứu hộ. Và rất nhiều người dân địa phương của Thái Lan đó là họ làm thực phẩm để phục vụ cho 1.000 người nỗ lực giải cứu này đó ăn miễn phí. Rồi các người nông dân ở cái vùng mà hạ lưu đó, khi mà rút nước ra là tổn thất mùa màng và gia súc, họ sẵn sàng chấp nhận để giải cứu sự sống của 13 người này. Đó là cái tinh thần tình nguyện phụng sự đóng góp để giúp đỡ nhân sinh. Thì đây là cách chúng ta tạo ra ảnh hưởng cảm xúc tích cực. Và nếu như mình là Phật tử, khi làm việc từ thiện giúp đời của người đó, thì chúng ta nên gắn kết với Hoằng Pháp thông qua việc mời một thầy, một sư cô có năng lực thuyết giảng tốt đến chia sẻ. Hoặc là trong các cái gói quà đó, chúng ta kèm thêm một quyển kinh, một quyển sách Phật, một băng giảng, một máy nghe giảng, để ngoài cái cứu khổ về vật chất, người nạn nhân và bất hạnh còn có cơ hội trải nghiệm được chân lý Phật để giải phóng cuộc đời khổ đau của họ. Suốt 16 năm qua, tôi đã chủ trương nhập thế qua con đường văn hóa, giáo dục, Hoằng Pháp và từ thiện. Quỹ Đạo Phật Ngày Nay của Chùa Giác Ngộ trong 5 năm qua đã cho đi được là khoảng 150 tỷ, là nhờ phát xuất từ cái đề cao trí tuệ cảm xúc và kêu gọi các mạnh thường quân là bớt ăn, bớt chi tiêu, bớt hưởng thụ, để làm việc nghĩa, việc thiện, cứu đời và giúp người. Thì bằng cách này thì mỗi người chúng ta sẽ trở nên năng động, tích cực, hữu ích trong tương tác xã hội, sẵn lòng giúp đỡ, sẵn lòng đồng hành, sẵn lòng tìm giải pháp, sẵn lòng mang lại hạnh phúc và niềm vui. Đó là ứng xử của tâm từ bi lớn và tâm trí tuệ lớn. Có hiểu biết thì chúng ta mới phát sinh từ bi được. Còn làm để vì lý do cầu phúc cho mình đó, tránh khỏi tai ương này tạc ách nọ đó, thì chúng ta sẽ làm có giới hạn. Chúng ta sẽ cân đo tính điếm, mưu cầu trong đó thì cái động cơ vị tha vô ngã sẽ bị mất đi. Điều cuối cùng, tâm cam kết, trách nhiệm và thành tựu. Khi phát huy được trí tuệ cảm xúc đó, thì người tu học Phật đó sẽ là người rất có uy tín, bởi các hành động giữ uy tín của mình. Cái gì đã hứa làm cho bằng được, nhất là các việc nghĩa, các việc Phật sự. Có rất nhiều người đó là do vô thường cảm xúc, hứa rồi sau đó cái mình ghét người nào đó, mà nó ưa cái việc gì đó cái mình bỏ cuộc luôn, rồi mình tìm lý do để biện hộ cho sự bỏ cuộc. Đó là chúng ta thất hứa, thất tín. Vì làm việc nghĩa, việc phước, việc công đức là đang làm tốt cho bản thân mình về nhân quả. Nói là cứu người giúp đời, thực ra là chúng ta đang cứu chúng ta đấy. Chúng ta đang tạo cho mình có nhiều vệ sĩ mới, nhiều hộ pháp mới, để bảo vệ mình trong các hoàn cảnh khó khăn và khủng hoảng. Người có phước thiện đó thì vẫn tồn tại và bình an. Còn người thiếu công việc phước thiện đó thì trong khủng hoảng tài chính, khủng hoảng xã hội, khủng hoảng chính trị đó thì bị tuột dốc luôn. Đó là sự khác biệt của nhân quả trong mỗi con người.
Do đó phải tập và tạo dựng uy tín bằng việc giữ lời hứa với tâm cam kết. Chúng ta phải tình nguyện xung phong làm phụng sự, tham gia đóng góp vào các cái hoạt động hữu ích tốt nhất, lớn nhất có thể. Và khi đã hứa làm rồi thì phải có cam kết, có trách nhiệm cam. Trên thế giới này đó thì hai quốc gia được xem là có tinh thần kỷ luật cao nhất, có lòng cam kết nhất đó, đó là Nhật Bản và Đức. Người Nhật rất trọng chữ tín, và trong đầu của người Nhật không có khái niệm xề xòa, qua loa, chiếu lệ, tàn tàn, làm lấy có, làm để báo cáo, mà là họ làm nghiêm túc với tinh thần cam kết và trách nhiệm cao. Trưởng phòng, giám đốc, quản đốc, tổng giám đốc thường đến sớm và về muộn. Và công dân của Nhật Bản có một thói quen văn hóa, khi sếp mình chưa rời khỏi phòng thì họ vẫn tiếp tục làm mặc dù đã hết giờ. Cái khái niệm ăn cắp thời gian của công là không có đối với người Nhật và người Đức. Người Nhật làm được như thế là bởi vì văn hóa Phật giáo đã thấm nhuần ở trong não trạng của họ, đã trở thành một ứng xử tích cực. Họ biết là làm ngoài giờ, làm thêm, mặc dù không hưởng thêm lương, thực ra là đang làm công quả, làm công đức, thì họ chính là người hưởng thụ nó chứ không ai khác đó. Còn ai đó khi có chủ á, thì làm siêng năng để lấy điểm. Chủ đi một cái đó là lấy việc nhà ra để làm, rồi tìm lý do để đi, rồi chơi nhiều, đó là ăn gian công đức. Thì dầu họ vẫn hưởng cái đồng lương đó, nhưng mà cái nghiệp xấu này nó nặng, là làm cho họ bị tổn thất. Tài sản của họ có thể bị mất qua quả hoạn, lũ lụt, nhà nước tịch thu, rồi người thân phá của, bệnh tật làm tốn tiền, hoặc là những rủi ro khác. Cho nên đó, tu học Phật rồi, hiểu nhân quả sâu rồi đó, thì chúng ta phải đề cao tính trách nhiệm, và điều đó tạo ra danh dự. Mặc dù khi mình làm mình chẳng có kỳ vọng cho bản thân gì hết á, tự động qua năm tháng uy tín mình gia tăng, sự quý trọng của quần chúng dành cho mình á ngày càng lớn, và theo đó chúng ta sẽ có tâm phụng sự, đóng góp và hy sinh vì lợi ích chung. Hy sinh lợi ích cá nhân, lợi ích gia đình, lợi ích nhóm, nhóm chính trị, nhóm huyết thống, nhóm kinh tế, nhóm xã hội, nhóm phi chính phủ, nhóm quyền lực, vân vân. Thì cũng trên tinh thần này đó, tôi kêu gọi các quý Phật tử làm sao nỗ lực để phục hoạt lại cái tinh thần tu học tại chùa Pháp Quang. Từ năm 2007 cho đến 2012 đó, tôi làm tổng điều phối khóa tu ngày an lạc tại đây, sắp xếp mời giảng sư vào buổi sáng, và phân công các giảng sư vấn đáp vào buổi chiều, rồi vận động nguồn tài chính cho bữa ăn cơm trưa. Cơm được làm sẵn chuyển đến tận nơi cả ngàn mấy trăm người. Nhưng mà từ năm 2012 đến bây giờ đó, số lượng người nó ngày càng giảm đi. Đó là điều rất là đau lòng. Mặc dù chùa Pháp Quang phải của tôi, nhưng mà tôi cảm thấy nó có một cái gì đó hơi chua xót. Quý vị thấy chùa Giác Ngộ có 800 mét thôi, mà ngày chủ nhật sáng người lớn, chiều là thanh niên, trung bình 700 người. Và chiều tối từ 6 giờ 45 quý vị thử đến thử, lên lầu 4, lầu 5 có tối thiểu là 2 lớp giáo lý và ngoại ngữ đang diễn ra. 24/6 cũng có, 3/5/7 cũng có. Ai thích ngồi thiền thì lên lầu 7, ai thích tụng kinh thì xuống lầu 1. Nó nườm nượp như vậy thôi. Chứ nếu chùa Giác Ngộ của tôi mà nó lớn như là chùa Pháp Quang này đó thì nó xuống biết mấy. Thì bây giờ đó, toàn bộ các tiện ích của chùa Pháp Quang là không thua bất cứ chùa nào. Có sân để xe, có chánh điện lớn, có hội trường lớn,
có tiện ích lớn. Sinh hoạt là ngồi ghế thoải mái chứ không phải ngồi dưới sàn đau nhức xương. Mà tại sao số lượng ngày càng giảm? Là bởi vì các Phật tử chưa năng động. Bây giờ quý bà phải cam kết đó, hễ với tư cách làm vợ là khi đi sinh hoạt Pháp Quang quý vị dẫn chồng theo, quý ông cũng phải cam kết dẫn vợ theo, là với vai trò làm cha mẹ quý vị dẫn con cái theo, bạn bè theo, quý vị phải bắt chước các phái đoàn truyền giáo Tin Lành. Họ đi vận động ở công viên, ở quảng trường, ở siêu thị, ở bến xe, ở ga xe lửa, ở những nơi công cộng, ở trường học, gặp ai họ cũng đã tiếp xúc, họ giới thiệu về Kinh Thánh, giới thiệu về đạo của họ, dẫn dắt, hướng dẫn, nhiệt tình, đến gõ cửa, đến giải thích, đến giúp đỡ. Còn đang khi Phật giáo mình có học thuyết từ bi, có học thuyết nhập thế, có học thuyết độ sinh, có phát nguyện lớn, có tán dương lớn, có độ tha lớn, có vị tha lớn, nhưng mà trên thực tế thì không mấy người làm. Chúng ta phát biểu bằng miệng thôi chứ chưa qua hành động cụ thể. Rất mong các quý Phật tử khi mà gặp người thân, gặp bạn bè, gặp làng xóm là chúng ta phải vận động đi chùa, dẫn dắt người đi chùa. Và được như vậy đó thì công đức của quý vị sẽ rất lớn. Đó là chính lợi ích mà theo đạo Phật đó, bất kỳ ai nỗ lực thực tập làm chủ và quản trị trọn vẹn được dòng cảm xúc, không để cho cảm xúc tiêu cực phát sinh và tăng trưởng, đồng thời phát triển các cảm xúc tích cực, tâm vô ngã, lòng vị tha, sự quảng đại, tâm bao dung, từ bi, hỷ xả, quan hỷ, tùy hỷ, tán dương, năng động, tích cực, nhập thế, lạc quan, yêu đề, phụng sự, giúp đỡ, đóng góp, đồng hành, thì phát huy tất cả những cái phương diện tích cực đó, thì chúng ta được các nhà tâm lý học gọi là gì? Đang sống với trí tuệ cảm xúc cao, hay là có chỉ số cảm xúc cao, EQ. Viết trong tiếng Việt đó là E và Q. E là tượng trưng cho emotional, tức là cảm xúc, và Q là quotient, tức là chỉ số. Chỉ số cảm xúc, hay gọi đủ là chỉ số thông minh cảm xúc, emotional intelligence quotient. Mặc dù Phật giáo không dùng khái niệm này, nhưng mà Phật giáo có khái niệm chuyển qua cảm xúc, làm chủ cảm xúc, nỗ lực vượt qua cảm xúc tiêu cực, thì tự động chúng ta sẽ chuyển cảm xúc thành trí tuệ, chuyển thức thành trí. Và đó là mục tiêu cao nhất mà người Phật tử cần phải tu học và đạt được. Chúc tất cả được an lành. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.